cũng như tuần lễ Tony sẽ kiểm tra ở đây trước coi như thế nào đó, không có gì hết là ok rồi, may mắn quá không có gì hết rồi. Ở đây thì nó cũng Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tony Lê Houston. Thì giờ trong cái thời gian vừa qua, Tony và bạn Vi bán rất là nhiều nhà cho các cô chú anh chị vòng quanh nước Mỹ, mua để định cư, mua để ở, mua để đầu tư. Thì hôm nay trong cái video này, Tony và bạn Vi sẽ đi first walk hai căn nhà cho hai chị đến từ tiểu bang California. Hai chị mua để đầu tư, mua để cho thuê. Thì mỗi một cái video Tony sẽ walk một căn nhà các bạn nha. Thì mình sẽ có hai cái video, mời các cô chú anh chị cùng theo dõi hai cái video nha. Mình sẽ đi kiểm tra căn nhà cho hai chị đến từ California. Đây, sao đây? Ồ, nhà nào vậy? Bên kia. Chỉ lộn nhà các bạn. Trời ơi, một hồi đó chỉ xem video chỉ nói ủa tôi mua nhà trệt mà sao dở ra căn nhà lầu ghê gớm vậy? Nhà trệt các bạn nha. Nhà rất là giá nó rất là bình dân và rất là ok. Mời các bạn theo dõi cái video. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con hàng xóm láng giềng mình xem cho vui các bạn nha. Đừng quên để lại một cái like, viết và chút bình luận ủng hộ tinh thần cho Tony và bạn Vi nha. Nè. Đó. Giờ. Đây, hôm nay là mình sẽ đi first walk cho cái chị ở Cali, mà là hai căn nhà luôn. Tại vì hai chị em của chị mua để đầu tư. Thì chị không có qua được thì em với anh Tony sẽ đi giúp cho chị xong. Cũng giống như thường lệ. Dạ, giống như thường lệ, cũng giống như các anh chị kia. Everybody else, mình cũng đi first walk, second walk and then get the key. Dạ, yeah. Xong rồi sau đó chị mới qua đây nhận cái chìa khóa sau. Dạ. Dạ. Thì cái căn nhà này á là gần, rất là gần highway luôn. Và khu vực này họ cũng còn vài căn nhà để bán cho ở hay cho thuê đều được hết. Cái này builder này cũng rất là dễ, không có khó khăn về việc cho thuê. Dạ. Bây giờ em có thể bật mí một chút xíu về cái căn nhà này không? Điển hình là cái căn nhà này nè, chính xác là căn nhà này là khoảng bao nhiêu ngàn square feet, giá khoảng bao nhiêu để bà con cô chú bác biết để mà mua đầu tư phải không? Cỡ khoảng 1.300 square feet đó. Ok. Dạ. Thì có thể cho thuê tầm hôm bữa nó bao nhiêu thôi, hình như cũng cỡ gần 2.000. Đúng rồi, gần 2.000. Tại vì cái khu này cũng gần rất là gần trung tâm. Dạ. Dạ. Thì cho thuê cũng rất là hợp lý, thích. Rồi. Chỉ mua khoảng bao nhiêu? Chỉ mua bao nhiêu? Khoảng tầm 200 mấy đúng không? Khoảng khoảng đó đó. Dạ, cỡ 200 dưới 300 á. Dạ. Đó. Bán nhiều quá không nhớ. Bán nhiều quá không nhớ hả? Rồi, bán xong là không nhớ giá. Rồi bây giờ em bắt đầu cầm cái vũ khí của em đi dán nè. Dạ, bây giờ em sẽ đi dán cái nào mà bị không có làm, không có ngay ngắn hay là bị màu sơn hay gì đó. Thì mình dán lại. Thì mấy cái này thì người ta sửa rất là nhanh chóng, nhẹ nhàng. Builder người ta làm rất là nhanh, cái này gọi là dễ đẹp bề ngoài đó, đúng không? Ok, để em nói chuyện với ông cả. Ok, rồi em nói đi ạ. Ok. Em vô. Cũng là Kobe với một cái vũ khí lợi hại màu xanh, đó là cái thép màu xanh. Đi vòng quanh căn nhà mới xây và dán nó. Dán được cái gì thì dán. Thấy cái gì Kobe không giữ ý là Kobe sẽ dán. Kobe đừng có cắn là được rồi, chỉ có dán thôi nha. Cái gì định dán cái toilet của tôi nữa hả chị hai, đừng có nha. Có lẽ không có gì đâu dán. Cái cabinet. I like the floor, you know that. Man. Yeah. Xong rồi mình xem cái gì mà mình không vừa ý thì mình dán vào thì người ta sẽ sơn lại cho mình hết. Người ta sẽ cứ như chày chỗ cái gì thì các bạn biết rồi. Mình là con người thì khi mình làm ra một cái sản phẩm gì đó thì dĩ nhiên nó sẽ có một chút xíu gọi là không có perfect, hoàn hảo, đúng không? Đúng không? Thành ra dĩ nhiên nó phải có chày chỗ, thì cái chuyện chày chỗ thì người ta sửa rất là dễ dàng. Rồi bây giờ cái chị đang mua nhà, chị đến đâu rồi Vi? Chị đang đi tới mà không biết chị đến đâu rồi, tại vì Hôm nay Tony và bạn Vi đang đi first walk cho hai căn nhà của hai chị đến từ California. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một chị đến đây để mua nhà luôn. Thành ra một công ba bốn việc. Người ta một công có hai việc à, Tony Lê một công tới ba bốn việc, biết không? Làm lần làm everything together. Cho nó dễ. Thấy họ làm cũng perfect ha, đẹp ha. Good rồi, yeah. Không có nhiều Không có nhiều blue tape. Không có nhiều lỗi. Thì cái cũng ok nè. Thì mình cứ dán vào. Chị đi tới đâu? Đó, ra đèn đẹp chưa? Gara này cũng có gara opener cho mình đầy đủ luôn. Đèn đẹp chưa? Đèn sáng rực rỡ kìa, Vi thấy không đó? Ồ, cái bóng đèn bự quá hả? Cái bóng đèn bự.
Yeah. It's just when they've been mowing and yeah. The yeah. Stuff kind of the wind out. The wind come in. Yeah. Is there anything out here? Not yet so far. Nói chung là thấy cũng good đó. Cũng ok đúng không? Yeah. Cái stream ở đây làm cũng bự á ha. Yeah, cái stream bự nhìn thấy sang ha. Ha ha. Công nhận hay thì cái ủa sao cái build đồ của anh nó làm cái stream medium chứ không có được bự giống như thế này. Tùy hãng. Thì đó bởi vậy không mà anh thích bự vậy nè, nhìn thấy nhà nó sang, nó chắc chắn biết không? Uh-huh. Cái gì cũng vậy. Cái chân á, chân nó rất là quan trọng. Yeah. Ừ. Thì đó, dán vô. They all kind of look the same, you know. You're right. À, đây nè, đây là cái phòng này nó gọi là phòng flex hội họp hoặc là nè nó có cái lỗ khê bộ kìa. Yeah. Chị đi đến đâu rồi? Ừ. Rồi đi ra trước cửa nhà không phải ngay chỗ cái cửa đi ra đi vào cho chị. Yeah. Ừ. Anh chạy ra ngoài coi thử coi đâu coi thử chị tới chưa đâu, mở cửa thì đặng anh mới ra điện đâu cái chị khách hàng đâu rồi đi ra ngồi đó xem coi. Chưa có thấy ai hết. Dạ. Chị đang trên đường trả lời chắc là chị no, chị chạy lại rồi, nhưng mà tại vì cái này new construction không có địa chỉ á. Nên đang khó kiếm. Cái bếp đẹp ha. Ờ. Nhìn đó, vẫn là cái bếp đối diện nè, đa sao đâu. Thì cái builder nào cũng vậy thôi, dạ. Đa số bây giờ người Mỹ người ta vậy không, bây giờ mình phải chịu thôi, mình đang ở nước Mỹ mà em. Thì mình phải sống theo kiểu người Mỹ thôi đúng không em? Uh-huh. Bây giờ mọi người em đang ở nước Mỹ, người Mỹ builder người ta build ra thì mình phải mua một, nếu mình muốn mua thì mình phải sống vậy thôi đúng không? Còn ngoài ra em mua về thì em có thể dời cái bếp qua hướng nào đó. Ồ sao cái thích này bự quá vậy? Nhưng mà nó không có cái đứng em ơi, nó có cái nằm à. Đây. Ờ thì nó chung luôn. Ờ thì nó together đó, nằm đứng together đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nó làm theo cái kiểu standard ngày xưa đó phải không? Uh-huh. Nằm đứng together. Ừ. Nè mấy cái đèn này cũng nhìn đẹp quá nè đó. Quá đã nè, trời ơi cái này dễ chùi lắm nè, nằm dưới kìa dễ chùi lắm á. Chùi rửa sạch sẽ không? Nói chung là chỉ sơn thôi chứ tất cả mọi thứ thì tại ok không có vấn đề gì hết. Ổng đi giá rồi. You found more than me. Oh. My rent house. Wait, is this the he professional? Alarm? Yeah. Yes. Okay. Yeah. It's come with the house? Uh-huh. Yeah. Yeah, when you open the door, it'll beep 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 beep. Yeah, đã chưa? Yeah, this house has a bunch of upgrades in it. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. The fans, the paint, the 9-foot ceilings. Yeah, the you're right. Floor, that's why. Countertops, the cabinets, it's all juiced up. Đó, biết chưa? Nâng cấp lắm á, nhiều thứ nâng cấp lắm á. A normal house of this. Don't have those, yes. Yeah, cái nhà này được cái nhiều upgrade này. Nhiều cái upgrade nhiều lắm á, họ vẫn cho đâu chị ấy mua được good deal. Nước sơn cũng vậy nè. Chị đi tới đâu rồi? Nước sơn cũng cao cấp nữa. Đâu? Em chị tới rồi kìa. Nước sơn cao cấp nè. Đâu? Nãy anh mới ra anh đâu thấy ai. Hồi nãy anh Tony đi ra nó không thấy ai hết. Ừ. Thôi đen em lên chị đi thẳng xuống. Chiều hôm nay mưa nhiều đúng lắm. Đúng rồi, đi thẳng lên và phải là chị thấy mưa thơm ướt vai gầy. Đâu thấy chị đâu. Hồi nãy từ cái office chị thẳng lên và phải là em ở khúc đây nè. Ờ. No, và phải một lần thôi chứ và phải nữa là bị hụt rồi. Dạ. 17342. 17342 dạ. Dạ. Ê, cái foundation gì mà nó cao dữ. Yeah. Trời ơi, nó làm cao vậy cho khỏi nước ngập luôn nè. Cái nền nhà đó chị ơi, chị à. Quá cao luôn ha. Máng xối quanh nhà luôn nha. Chị được cái upgrade đó. Yeah. Ờ, đã quá. Ồ, để em hỏi ông xem. Rồi, here we go. Dạ. Thì sau khi mình kiểm tra xong cái căn nhà first work cho chị đó thì thấy là cũng có vài nơi chạy chùa. Dạ, chỉ có vài nơi chạy chùa thôi nhưng mà cũng rất là ok so với những hãng khác, nó không có nhiều. Yeah. Dạ, thì họ sẽ làm lại cho mình. Yeah. Rồi nếu mà sau khi chị nhận nhà đó mà có vấn đề gì thì họ cũng vui vẻ làm lại cho mình, không có vấn đề gì hết.
Tại vì còn warranty. Dạ đúng rồi. Thì họ có 1 năm warranty, đầy đủ tất cả mọi thứ trong nhà. Dạ. Thì cái hãng này là của KB Home, họ xây nhà cũng rất là good, chất lượng và ở bên trong cũng upgrade rất là nhiều. Dạ. Dạ. Trần nhà thì cũng là 9 feet ceiling á. Cũng ok quá ha. Dạ, cửa trước cửa sau đều cao hết. Dạ, 8. Và không có đối diện nha chị ơi. Tại không, hôm qua chị có hỏi đúng em rồi, là nhà có đối diện hay đây không. Đây nè chị, đó đây nè chị. Ok, đây right here. Chị nhìn cái tay em thôi. Cái tay có hộp màu xanh xanh đi nó đẹp hơn. Cái ngón mà đó, đó cái ngón đó đó chị đó, cái ngón đó chỗ đó, đó, nha. Đó. Là sau lưng em đó, là sau lưng em là không phải. Sau lưng em là cái cửa sổ chị nha, right here. Đó, chị thấy không? Cái cửa sổ nha chị, right here. Đó, thấy chưa? Cái cửa sổ nha. Và cái cửa trước nó đối diện. Ngày hôm qua chị có hỏi bạn Vi là chết cha tôi quên, không biết cửa trước cái cửa sau nó có đối diện không, nó không có nha chị nha. Thấy chưa? Vậy thì giờ mình sẽ kết thúc cái first work của cái căn nhà này đây để mình tiến hành cái căn nhà thứ nhì cho cho em hay là chị gì của chị ấy đó. Đúng rồi. Đại khái là vậy đó, hai chị em mua hai căn. Ok. Rồi. Bye bye.